Lời nói đầu tiên này lời xin gửi đến bà con cô bác, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Còn để chia buồn thì lớp cũng có một bài tân cổ, một lớp trích đoạn để hát phục vụ tối đêm nay. Những bài hát này nó nằm ngoài chủ đề của lời đám tang quý vị ơi. Nếu có điều gì sâu sắc tất cả quý vị niềm tình bỏ qua. Và cũng để liên tục chương trình thì lớp cũng xin mến tặng đến toàn thể Phật con một lớp trích đoạn được trích trong vở tuồng Lương Xuân Bá trước thanh đài. Xin mời tất cả quý vị. Lương huynh ơi hãy nắng chờ gắng
đời em sẽ theo anh cho tròn ước chân trời. Tôi cựu nâng canh trước khi dính biệt trần, chẳng có gửi lại gì không. Đây mảnh căn đầm nước máu hồng, giây phút sao cùng người dính biệt.